hai nhà vô địch của World Cup và Euro sẽ chạm trán nhau trong trận cầu tâm điểm của lượt trận cuối cùng vòng bảng Euro 2021. 2 giờ 0 phút ngày 24 tháng 6 sân vận động Park Stade Arena trực tiếp Bồ Đào Nha với Pháp, bảng F Euro 2021 5 năm sau trận chung kết Euro 2016 đầy cảm xúc trên đất Pháp, đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha sẽ chạm trán lại đối thủ đầy duyên nợ Pháp. Dù không phải là một trận tranh danh hiệu, ý nghĩa của 90 phút tại Park Stade Arena cũng có tầm quan trọng không kém khi ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của Selecao châu Âu. Chỉ 4 ngày sau khi Cristiano Ronaldo phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Michael Platini, đội tuyển Bồ Đào Nha đã gục ngã trước đội tuyển Đức với tỷ số rất đậm là 2-4. Kết quả này đẩy thầy trò Fernando Santos vào tình thế khá ngặt nghèo tại bảng F, Bồ Đào Nha đâm vào thế khó tại Euro 2021. Ảnh Getty với 3 điểm sau 2 lượt trận, đội tuyển Bồ Đào Nha buộc phải có được ít nhất một trận hòa trước Pháp để có cơ hội đi tiếp. Lịch sử chỉ ra rằng, Selecao châu Âu chưa bao giờ bị loại từ vòng bảng trong 7 lần tham dự Euro trước đó. Phía bên kia chiến tuyến, Led Bleu cũng vừa trải qua một trận đấu thất vọng khi để cho Hungary cầm chân với tỷ số 1-1. Bộ ba tấn công Kylian Mbappe, Karim Benzema và Antoine Griezmann đều có một ngày thi đấu tệ với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Hàng công tuyển Pháp đang gây thất vọng. Ảnh Getty Việt không giữ được mạch chiến thắng trước đội bóng được xem là yếu nhất bảng, Pháp chưa thể chắc chắn tiến vào vòng 1/8 dù vẫn xếp nhất bảng. Chính vì vậy, thầy trò Didier Deschamps cũng hướng đến một chiến thắng để giữ vững ngôi đầu. Bồ Đào Nha đang cho thấy khả năng ghi bàn rất tốt tại Euro 2021, tuy nhiên hàng thủ của đội bóng này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước sức tấn công như vũ bão của gà chống Goloa. Với ưu thế về mặt tinh thần, đội tuyển Pháp là đội được đánh giá sẽ có được kết quả có lợi trước Bồ Đào Nha. Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha, Nuno Mendes gặp chấn thương đùi. João Félix đạt thể trạng tốt nhất Pháp, Ousmane Dembele mất cả Euro. Thông tin xung quanh Bồ Đào Nha chưa bao giờ bị loại từ vòng bảng tại Euro. Bồ Đào Nha chỉ thắng 3 trong 6 trận gần nhất Pháp, bất bại 6 trận gần nhất, trong đó có tới 5 chiến thắng Pháp. Mất Ousmane Dembele hết Euro 2021, João Félix và Nuno Mendes chưa thể chắc chắn ra sân. Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha: Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerrero.